Vâng, thì bài tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người về cái sử dụng ba cái bàn đạp này. Thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn cách vị trí để chân, thì mọi người sẽ cố gắng làm theo, thì sau mọi người đi xe nó có một cái nền tảng rất là tốt. Việc đầu tiên thì đây chân trái thì ta luôn luôn trực ban là đây là côn này, phanh, ga này. Thì vị trí để chân để nào thì mình chỉnh ghế xong rồi ta sẽ vị trí để chân, thì cái chân trái luôn luôn nó trực ban ở chân côn mọi người nhé. Cố gắng cái chân trái sẽ trực ban trên côn, còn chân phải dạo thì nó lại trực ban ở chân phanh. Đây mọi người nhìn nó nằm trực diện chân phanh đấy. Còn muốn chuyển sang ga thì mọi người sẽ phải dùng động tác như nào, thì vẫn như tất cả các thầy hay nhắc là xoay chân này thôi sang ga đấy. Thì đấy là những người mà có kinh nghiệm, người sẽ hay nhắc và chỉ được phép xoay chân sang ga, xoay chân về phanh, xoay chân ga. Thì đó là những cái động tác mà mình nên nhớ. Thì trong khi mà nhiều bạn thì bảo là nếu mà để chân thì nghe nó dễ mà học thì nó khó. Tại vì sao? Để chân này mọi người đang đi xe máy thì chân đang bằng này, nó đang không sao. Nhưng để chân này nó rất là mỏi. Nhưng theo mình thì các bạn nên cố gắng để chân trong những cái thời gian mà mình đang học, nó rơi tầm khoảng có trung bình nó rơi tầm 10 mấy tiếng, 20 tiếng tùy theo những năng khiếu của mọi người. Thì mọi người cố gắng là trong những cái đường mà nó có người thì mọi người phải để chân ở côn, và gót chân thì luôn luôn ở chân phanh, nghiêng sang ga mọi người nhé. Thì đấy là cái vị trí để chân cho mọi người. Thì tiếp theo thì đó là động tác di chuyển chân thì như nào. Như vậy mình đã nhắc là muốn đạp ga thì mọi người chỉ cần nghiêng sang ga thôi, xoay phanh đấy. Thì còn về cách di chuyển chân thì mọi người mình sẽ có một cái bài riêng cho mọi người, đó là mình hay nhắc học viên của mình đạp côn về phanh. Thì đấy là một cái động từ mà mình làm như nào là đạp côn phanh. Tại khi mà đi đường trường ấy thì chân mọi người hay là ở chân ga để giữ cho tốc độ nó chạy đều theo cái tốc độ của mình. Thì khi mà mình muốn đạp côn ấy thì mình phải đạp côn, chân phải xoay về phanh. Đấy mọi người nhìn nhá. Nhìn này, đạp côn về phanh. Đấy, đạp côn về phanh. Đây là những cái động tác liên hợp mà các bạn cần phải lưu ý và cố gắng luyện cho mình. Sau này các bạn sẽ có một cái nền cái chân phải này, nó rất là linh hoạt mọi người nhá. Nếu mà mọi người mà luyện động tác này, đảm bảo mọi người đi số tự động không bao giờ còn ngại gì nữa và ít khi bị nhầm chân. Và cái riêng với cái cách đào tạo thì mỗi người có một cái cách hướng dẫn khác nhau, nhưng mà riêng mình ấy, cái việc đầu tiên của mình là vị trí để chân là chuẩn. Thứ hai, động tác xoay chân cũng phải chuẩn nào. Không phải mình về phanh rồi xong mình đi đạp côn, hoặc là mình đạp côn rồi xong mình về phanh, mình phải dùng động tác là liên hợp như này. Đấy. Thì sau mình có nền tảng xoay chân rồi thì mình không ngại đi một con xe nào khác cả. Rồi tiếp theo thì mình sẽ giải thích cho mọi người lý do làm sao mà lại phải đạp côn về phanh. Thì thực ra là mình muốn cho các bạn, để sau các bạn đi số tự động thôi, chứ thực ra ít người đi B2, học B2, mua B2 lắm. Thì các bạn ấy sẽ có một cái nền tảng xoay rồi. Còn về tiếp theo đó là cái cách đạp côn và cách ra côn. Thì nhớ rằng cách vào côn có một cách và ra côn thì có hai cách. Thì thường mình hay gặp. Thì vào côn thì mọi người nhìn này, gót chân mình hơi nhấc lên, mình đạp nhất, duỗi chân ra là hết côn. Đấy. Còn ra côn thì sao ạ? Mình nhận ra nâng một. Cái gót giày mình nhá, không chạm đất đâu, mình hơi là nâng một. Nó rất là ok, đúng không mọi người? Rồi tiếp theo, mình nhẹ vào côn, hơi kiễng chân lên, đu chân lên thoải mái nhé mọi người nhé, đu thoải mái, duỗi chân ra cái nó hết côn luôn. Và động tác mà vào côn nó phải nhanh như vậy ấy, chứ không phải như mọi người cứ đạp côn kiểu đè này đâu. Đạp này ấy, còn lâu mới hết được côn, và hai là sẽ rất mỏi chân. Nên là muốn mọi người có một động tác chuẩn nhất thì mọi người cần lưu ý cho mình cái là kiễng chân lên, duỗi chân ra là hết được côn nhá. Đấy, cách vào côn có một cách. Cách hai đó là cách ra côn. Thì mọi người lưu ý này, chân côn của mình nhá, thì sẽ đây bước đầu cách ra côn dành cho những người mà không muốn mỏi chân. Ra nâng một dừng lại. Thế đi giữ nguyên, và giữ nguyên đến bao giờ? Giữ nguyên tới khi nó xe nó đi được 2 mét ta mới thả lỏng chân ra. Đấy, đó là cái cách ra côn nhá. Còn cách ra côn thứ hai là mọi người như nào ạ? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn